Rồi, hello anh em ơi, tiếp tục là em Trường đây. Này lên thêm cho anh em mình con Neo Kim 208 nha anh em. Máy quá chắc anh em ơi. Mới về ha. Máy chắc gịch luôn. Xe này là zin mọc tự nhiên luôn nha anh em. Rồi, em đi chi tiết xe nè. Con này thì sơn bạc phục đồ nguyên zin nè anh em. Ốc tán rồi còn vàng đẹp lắm anh em ơi. Hết sảy luôn. Đĩa bọng rồi còn dày mo luôn ha. Dành cam đường nguyên zin luôn. Đó, cầm đồ là cái nước gam cầm rồi nó còn vàng gính nè. Xe này xài dùng nước ngọt anh em ha, được cái là nó không có bị xuống ha, xuống xe ha. Cầm rồi dành rồi còn vàng đẹp lắm. Dành bọng nó không có bột mọt gì đâu. Ốc tán nó còn rất là đẹp luôn. Khỏi phải bàn. Trời ơi, bốn ốc đầu nữa nè. Quá trời bốn ốc đầu. Cái vàng gính đẹp tự nhiên luôn ha. Đầu bò nó móc nè, móc cời luôn, không có qua cái quá chắc tẩy rửa gì trơn anh em. Xe này nó thẳng ra là tụi em về là tụi em chỉ rửa vô dầu thôi đó, không có đụng chạm thấy quá chắc gì trơn ha. Bao anh em mình luôn. Nhìn cái nước gam đầu bò người ta là anh em đủ hiểu ha. Nó móc nè, nó vàng, nó đóng phèn lên kia nè ha. Đó. Lóc lết sơn bạc là nguyên zin, nói chung là xe này chân cẳng. Sơn bạc là bao nguyên zin ha, áo zin luôn. Cần số rồi nè, nó zin theo xe luôn ha. Màu nòng súng nè. Đó, xe này đi cũng không nhiều đâu, mấy cái gai nè, cái gai cần thắng hay cần số nè. Nó còn gai rất là dày anh em, chưa có mòn ha. Dòng xe đi nhiều rồi nó mòn phần nữa luôn, nó chỉ mới mòn láng này luôn nè. Ốc tán đồ còn khá là đẹp. Tám nè. Cầm trước sau là còn vàng, ống ánh còn đẹp lắm em ơi. Nước gam ta từ xưa giờ mà còn vậy là quá vip rồi. Đó, đèn zin này, Goshi nè ha. Cái mẫu tem 208 này anh em, nó đẹp hơn 207 với lại 206 ha. 206 207 nó làm đơn giản. 208 tem nó có viền nè. Nó viền thêm vàng được kia nhìn nó đẹp ha. Dây nè, dây nó có bị gắt nè. Anh em nào có yêu cầu thì em lợp lại cho. Cái này không có nhiều tiền ha. Có gì em lợp lại với dây khác cho. Còn anh em muốn về tự xử đây thì tự làm ha. Nó không có nhiều tiền chân mấy chục ngàn à. Sơn bạc lóc hai bên còn khá là đẹp. Cái đầu bò này, bốn ốc đầu bò này em khoái dòm ha, nó đẹp, tự nhiên vàng đẹp. Quay tới quay lui cũng khoái dòm mấy ốc đầu bò, nhìn nó đẹp. Đó, gấp bọng rồi là không có mục mọt nha anh em. Gấp bọng, sườn bọng là bao anh em mình vấn đề mục mọt ha. Nói chung là bên em bán xe là bao anh em mình cái vấn đề mà sườn bọng mục mọt nha anh em. Ví dụ sườn bọng về anh em mình coi mà có bị cong hoặc bị mục xé sườn gì đó thì cái trả xe bên em lại thoải mái, bên em hoàn tiền lại đủ cho ha. Rồi test máy lại cho anh em mình nghe tiếng máy nè, thì thầm luôn. Máy quá chắc. Chạy cái đi phê, chạy vị trí cái là chạy thử là mà sẽ mua liền luôn, khỏi nói nhiều luôn ha. Mấy dòng neo này về là bên em kiểm tra là kỹ lưỡng lắm. Có sơn cái cản lại nè anh em, cản này có sơn lại nè ha. Thường thường cái cản nó hay bị bong chóc hay bị dợp sơn đó anh em ơi. Người ta sơn lại là chuyện bình thường thôi ha. Không có gì hết. Trời ơi, mình sang lên trong còn quá đẹp. Kiến zin còn đủ 1 cặp nè. Kiến hậu zin còn đủ 1 cặp nữa ha. Đầu zin cái nó xanh lè mấy neo này. Bô bọng rồi còn ok lắm ha anh em. Bô bọng rồi không có bị mục mọt gì đâu.
khó giờ ha. Nói chung là bao anh em bô bọng được, không có một mọt lừa bọng nha anh em. Rồi neo kia bán 208 ha, thắng đĩa này bán cho anh em mình giá là 28.500.000 bao gồm hồ sơ đó. Hồ sơ này cũng lẻ lắm anh em, hồ sơ hình như là có rồi luôn đó, nó 28 năm ha, bao hồ sơ cho anh em. Anh em nào kết con xe này thì alo cho em Trường, số điện thoại em Trường là 0961374375 đó. Em có xài Zalo số điện thoại đó luôn ha, anh em mình cứ kết bạn, em gửi hình cho anh em mình coi thêm nha. Rồi máy bay anh em, cảm ơn anh em rất nhiều.